Thưa quý vị, trong buổi phát biểu trong ngày thứ tư của Đại hội Đảng Cộng Hòa ở Milwaukee, Tổng thống Donald Trump ông có nói đến Eric và Don là hai người con của ông. Ông nói bây giờ đến Eric đó là một chàng trai trẻ tuyệt vời. Eric đã trải qua rất nhiều rắc rối và cả Don nữa cũng rất tuyệt vời. Cả hai bị triệu tập nhiều hơn bất kỳ ai trong lịch sử Hoa Kỳ. Cứ một tuần họ lại nhận được thêm một lệnh triệu tập mới từ Đảng Dân Chủ, từ Nancy Pelosi điên rồ và sự việc cứ thế tiếp diễn. Họ phải dừng lại việc đó vì họ đang phá hủy đất nước của chúng ta. Chúng ta phải làm việc để làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, không phải đánh bại mọi người. Chúng ta thắng khi đánh bại họ trong các cuộc luận tội. Qua các cuộc truy tố, chúng ta sẽ đánh bại họ tương xứng với thời gian họ bỏ ra thay vì họ dùng sự thông minh đó để giúp đỡ đất nước của chúng ta, thì chúng ta đã có một đất nước mạnh mẽ và tốt đẹp hơn nhiều. Eric, what was that all about? Boy, that was good. I didn't want to really come up here. But he was so great, and he's such a good young man. He went through a lot of trouble, and Don last night was incredible. He went through so much trouble. They got subpoenaed more than any people probably in the history of the United States. Every week they get another subpoena from the Democrats, crazy Nancy Pelosi, the whole thing just boom, boom, boom. They've got to stop that because they're destroying our country. We have to work on making America great again, not on beating people. And we won. We beat them at all. We beat them on the impeachments. We beat them on indictments. We beat them. But the time that you have to spend, the time that you have to spend, if they would devote that genius to helping our country, we'd have a much stronger and better country. Thưa quý vị, nhiều nhà lập pháp Đảng Dân Chủ vào ngày thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 vẫn tiếp tục kêu gọi Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Bất chấp Tổng thống đương nhiệm Biden khẳng định rằng ông sẵn sàng lên đường vận động tranh cử trở lại vào tuần tới để chống lại điều mà ông gọi là viễn cảnh đen tối. Trong khi ngày càng nhiều thành viên Dân Chủ ở Quốc hội, tính đến ngày thứ Sáu là ít nhất 30 người kêu gọi Tổng thống Biden bỏ cuộc. Ông Biden vẫn cách ly tại nhà ở Delaware sau khi thử COVID dương tính vào ngày thứ Tư. Và ngày thứ Sáu, Tổng thống Biden hội ý với gia đình giữa lúc ông bác bỏ lời kêu gọi phải rút lui. Tổng thống Biden cho hay bài diễn văn chấp nhận đề cử làm ứng cử viên Tổng thống của ông Trump tại Đại hội Đảng Cộng Hòa vào ngày thứ Năm cho thấy rằng viễn cảnh đen tối về tương lai. Hôm thứ Sáu, ông Biden nói ông sẽ trở lại vận động tranh cử tuần tới và khẳng định ông có đường thắng ông Trump bất chấp một số nhân vật quan trọng nhất trong đảng của ông đang phải lo lắng. Cùng nhau cả đảng và cả nước chúng ta có thể thắng và sẽ thắng ông Trump trong cuộc bầu cử. Nhiều người vào bình luận sau phát biểu này của Tổng thống Biden bởi vì ông Biden hiện tại đang nhắm vào cá nhân của Tổng thống Trump thôi, bằng mọi giá ông sẽ thắng ông Trump và chỉ thắng ông Trump mà thôi. Còn đối với Tổng thống Trump thì khẳng định rằng tất cả chúng ta bầu cho cả nước chứ không phải một đảng phái nào. Chúng ta đại diện cho Đảng Cộng Hòa để bảo vệ nền dân chủ của hợp chủng của Hoa Kỳ, là bảo vệ dân chủ cho từng người Mỹ chúng ta. Trở lại, Tổng thống Biden nói rằng rủi ro rất nhiều nhưng sự lựa chọn đã rõ ràng, cùng nhau chúng ta sẽ thắng. Trước đó cùng ngày, bà Jen Molly Dillian, chủ tịch ban tranh cử Tổng thống Biden, đã phải thừa nhận mức độ cử tri ủng hộ ông Biden sụt giảm nghiêm trọng. Nhưng bà khẳng định rằng ông chắc chắn vẫn chưa bỏ cuộc và ban tranh cử của ông nhìn thấy nhiều con đường thắng ông Trump ở phía trước. Chúng tôi sẽ có nhiều việc phải làm để trấn an người dân Mỹ rằng đúng, ông già rồi nhưng ông có thể thắng, bà Jillian cho biết trên chương trình Morning Joe của đài MSNBC. Bà lưu ý rằng những cử tri đang lo lắng ông Biden không đủ sức khỏe làm tổng thống sẽ không chuyển sang bỏ phiếu cho ông Trump. Trong số thành viên Đảng Dân Chủ đang lo lắng cho cơ hội của Tổng thống Biden, có cựu Tổng thống Barack Obama và dân biểu Nancy Pelosi thuộc Đảng Dân Chủ ở Cali, cựu Chủ tịch Hạ viện.
Mới đây, bà cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng nói riêng với ông Biden rằng đảng Dân Chủ có thể mất cơ hội giành lại thế đa số ở Hạ viện nếu ông không bỏ cuộc. Và ngày thứ Sáu, Tổng thống Biden nhận được sự ủng hộ quan trọng của CSC BOLD Park, cánh chính trị của nhóm Hispanic Quốc hội. Cánh này tuyên bố mấy năm nay chính quyền ông Biden chứng tỏ cam kết vững chắc đối với người Latino. Khác biệt hoàn toàn, cựu Tổng thống Donald Trump sau đại hội Đảng Cộng Hòa ở Milwaukee, ông cũng đã tweet ra rất nhiều lời cảnh báo về sự muốn thông qua một đạo luật hợp pháp để cho những người nhập cư, bất kể là ai, người đó chưa có quốc tịch Hoa Kỳ và chưa trở thành công dân Hoa Kỳ, họ vẫn có thể bỏ phiếu. Và điều này, cựu Tổng thống Donald Trump, ông khẳng định Đảng Dân Chủ họ chỉ thắng được khi họ sẽ gian lận tiếp tục mà thôi. Và còn cảnh báo thêm rằng làn di dân bất hợp pháp họ đang ủng hộ cho điều này và chắc chắn Đảng Dân Chủ họ sẽ tìm mọi cách để sử dụng những nguồn nhân lực như vậy. Nhiều người không ngạc nhiên khi đa số dân Latino đều ủng hộ cho Đảng Dân Chủ, bởi đó họ có thể đi vào nước Mỹ chỉ khi bước qua biên giới nước Mỹ và không cần đến một giấy tờ hợp lệ nào. Và khi đến được nước Mỹ, họ đang được Đảng Dân Chủ dần dần hợp thức hóa để dùng bộ tư pháp để thông qua nhiều đạo luật để ưu đãi cho những di dân và kể cả những di dân bất hợp pháp. Và trong đó có trà trộn những nhóm khủng bố đi chăng nữa, họ cũng không hề quan tâm đến sự an toàn, an nguy của từng người dân Mỹ và an nguy của cả nước Mỹ. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.